Hello cả nhà, con chào buổi sáng nha. Hôm nay con muốn chia sẻ về tài lộc. Cái lộc này đó, tài này đó, mình ở tiểu bang nào, nước nào cũng vậy hết. Mình phải làm một cái chuyện đầu tiên, mình bắt đầu cái gì trước là cho nó cái lộc nó tới cho mình. Cái đó là quan trọng. Ai hiểu con nói không? Con chia sẻ nha, con không phải là dạy ai hết nha. Đó. Giờ ai mà nghe rồi hiểu rồi ấy, làm đúng lại lộc nó tới cho mình, giờ ai cũng tốt, ai cũng vui. Con cũng vui. Đó, cái lộc này đó mình phải bắt đầu ở đâu tới, là ở đâu làm? Là ở cái nhà mình đó, cái nhà mình đang ở đó. Ai cũng có nhà đúng không? Mình ở cái nhà đó bắt đầu làm sao? Phải làm sạch sẽ cái nhà, đừng có cho nó nhiều rác quá, bụi. Cái nhà hiểu con nói không? Còn nữa, mình mở cửa sáng sớm, mình mở cửa đừng có thấy mấy cái đôi dép á. Nhiều người bỏ dép hả, ngay cửa đầy luôn, không có tốt. Đừng cho nó thấy dép nha. Cái đó là bước đầu tiên mình làm. Cái gì con nào? Cái đó bước đầu tiên nha. Cả nhà, bước đầu tiên cả nhà làm mà ha. Phải làm sạch sẽ cái nhà cửa đúng không? Rồi đừng có cho người ta thấy, giống như mình mở cửa đừng cho thấy dép đó, đó dép giấu hết đó. Rồi còn nếu mà nhà mình có mấy cái lon đồ, mấy cái bụi đồ, mình phải hút bụi làm sạch sẽ. Còn cái giường của mình nằm á, ở dưới giường á, nó sẽ có bụi, mình hút luôn, đừng cho nó có tóc nằm ở trong, ở dưới cái giường của mình ngủ á, giường phải sạch sẽ luôn ở dưới nha. Rồi cầu tiêu phải sạch sẽ, cái nhà phải sáng nha. Phải sạch sẽ là tự động cái hên nó sẽ tới. Còn ai mà muốn có bạn gái, có bạn trai đó, dễ lắm. Cái nhà của mình á, cái living room á, cái phòng khách á, mình bỏ một cái bàn sạch sẽ ha, bàn kiến cũng được nữa, cái gì bàn gì cũng được sạch sẽ. Xong cái mình bỏ một cái hũ bông, bông thiệt nha, bông hoa thiệt nha, phải mua cái bông hoa đẹp á, bỏ vô ngay giữa phòng khách. Phải bông hoa thiệt, không được bông hoa giả nha. Rồi xong cái sẽ có đầu hoa tới. Nếu mà nhà con trai bỏ là có bạn gái, con gái bỏ có bạn trai vậy thôi. Còn ai mà có vợ chồng rồi đó đừng có bỏ nha, bỏ là nó phiền lắm á. Cho single thôi nha, single only nha. Rồi con chia sẻ cái đó xong rồi đó nha. Và bây giờ con dẫn cả nhà đi tham quan nước Mỹ Cali, khu phố Mùi Hoa, coi nó có gì đặc biệt. Rồi kính mời tiếp theo coi. Hello cả nhà. Hôm nay con dẫn cả nhà đi tham quan Úc Linh, Chinatown, nước Mỹ. Coi nó có gì bán, có gì ăn không nha. Giờ cả nhà theo con đi tham quan nha. Kính mời. Hello cả nhà. Ở đây là Úc Linh Chinatown nè. Con dẫn cả nhà đi tham quan Úc Linh Chinatown coi có gì ăn không nha. Bây giờ mình đi một vòng nha, coi có gì ăn nha.
Cả nhà, đây là cái tiệm bán tiệm sắm nè. Bây giờ mình vô trong đây coi nó bán gì nha. Đi chung với con vô trong coi nha. Cả nhà coi cái tiệm sắm ở Oakland Chinatown nè. Đó, nó bán tiệm sắm nè. Bán nhiều loại tiệm sắm lắm. Cái này nhìn thấy giống mà không giống đâu nha. Cái một cái thịt bò, cái một cái thịt heo nha. Còn cái bao này ở trong này nó cái nhân nó cũng hơi khác nè. Đó, kia cũng khác á. Cái kiểu cũng khác. Cái nhân cũng khác. Đó. Hơi lạ lạ. Cái này ai cũng biết cái này há cảo à. Còn cái này không biết cái gì luôn. Đó. Bà cháu à, một dĩa bự ghê đó là 21 đồng nha, 50 sen nha, chưa thấy ăn thấy được rồi đó, thấy ngon rồi đó. Rồi ai muốn ăn tới Oakland Chinatown mua nha, cái này ăn được đó cả nhà. Can you give me some dollars?
qua cái chỗ này Úc Linh Chinatown cả nhà. Ở cái tiệm này ngầu á, có chữ Tàu kìa, Chinatown. Sòn nhìn cái là Chinatown đó. Ồ, cái cửa đặc biệt không? À, cái cửa nè, cửa này đặc biệt nha. Cái này nó bán dụ sao đó, đồ ăn vậy đó. Thôi bắt đầu đi nha mình. Đây là khu người Hoa nha cả nhà. À, cả nhà thấy cái building không? Đó, cái chữ Tàu nè. Trung San Thùng Hán Quỷ là khu người Hoa đó. Là một cái tổ dân phố vậy đó. À, cái này một cái hội vậy đó. À, thấy cái cờ. À. À. Ở đây nhiều đồ bán lắm cả nhà ơi. Khi cũng có đó. Ngân hàng tập trung ở đây nhiều. Rồi mình bắt đầu đi nha. Starts the 300s.
Hello cả nhà. Bây giờ con quay xong rồi nha. Bây giờ con bye bye với cả nhà nha. Đây là Úc Linh Cali nè. Ở nước Mỹ đó. Ở đây nó nhiều đồ bán lắm, đồ ăn, tiệm sắm gì cũng có đó nha. Ai muốn tới đây, tới ăn nha. Bye bye cả nhà.